Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời cầu chúc ngày cuối tuần quý vị được nhiều sức khỏe, an lành ha. Hôm nay là ngày 6 tháng 5 và chúng ta học cái tiết thứ 3 trong chương thứ 4. Nói về vì khiến chúng sanh hiểu để thực hành thành kết quả nên khéo dùng phương tiện. Thì trước khi vào bài, chúng ta ôm lại một tí về cái tiết đầu, tiết trên, về cái pháp tánh. Trong cái phần pháp tánh thì chúng ta còn có những cái thắc mắc nào nữa mà cái pháp tánh dễ hiểu không quý vị? Dễ tu không quý vị? Có cái phần này đã của Ngài Tăng Triệu đã nói với quý vị hiểu thêm. Chương 4, cái tiết thứ 3. Cái tiết thứ 3 của chương 4. Quý vị có cần tôi viết cái chữ Hán về cái tựa đề của cái này, cái chương thứ 3 này để giải thích không? Tại vì cái này đó, theo cái nghĩa của nó đó, là như vậy nè. Vì khiến cái chúng sanh tu hành giải thoát để đạt thành quả tốt. Cái hạnh tu hạnh giải thoát thành quả tốt nên khéo dùng lời nói và từ ngữ để thí dụ. Đây là cái chắc nghĩa nhất. Quý vị thấy nghe dễ hiểu không? Cái gốc do Nguyên Định hiểu về tiếng Hán cho nên thấy cái gốc của nó là dịch theo cái chữ đâu nghĩa đó. Còn Ngài Quảng Bửu dịch theo cái chữ phương tiện là thí dụ đó. Cho nên dịch thoáng, cho nên nó hơi khác một tí. Vì muốn khiến cho chúng sanh tu cái hạnh giải thoát, đạt được cái quả, kết quả tốt, nên khéo dùng cái lời nói và cái từ ngữ để thí dụ. Tức là phương tiện đó, cái thí dụ là cái phương tiện, Ngài dùng cái từ phương tiện. Quý vị nghe dễ hiểu không? Hả? Tức là đang nói về cái chương thứ tư này nè, cái tựa đề của chương thứ tư này, cái tiết thứ ba đó, cái tiết thứ ba đó mà gọi là cái mà Nguyên Định dịch ra cái tựa đề của nó bằng tiếng Hán dịch ra đó. Ngài Quảng Bửu dịch thì vì khiến chúng sanh hiểu để thực hành thành kết quả nên khéo dùng phương tiện, thì đó Ngài dịch thoáng. Còn Nguyên Định thì dịch theo chữ đâu nghĩa đó là dịch như thế này: vì muốn khiến chúng sanh tu hành cái hạnh giải thoát, thực hành cái hạnh giải thoát đạt thành quả tốt nên khéo dùng lời nói và từ ngữ để thí dụ. Thì Ngài Quảng Bửu dùng cái phương tiện đó, đang nói về cái phương tiện. Trong cái trở lại cái phần trước nói về của Ngài Tăng Triệu một chút, Ngài nói về cái ngày thí dụ cái này cũng hay đều quý vị. Trong sách Chú Di Ma, cái quyển thứ hai của Ngài Tăng Triệu nói: như pháp tánh thực tế, ba cái tánh không này cùng một tánh chân thực, nhưng được dùng để quán xét
thì có cạn có sâu khác nhau, cho nên lập riêng thành ba tên gọi là bắt đầu mới thấy thực pháp, cũng như đứng đằng xa thấy cái cây, biết đích thực đó là cây thì gọi là như. Thấy thực pháp mỗi lúc mỗi sâu hơn, cũng quý như tiến đến gần mà thấy được cái cây, biết đó là cây gì, đó là pháp tánh. Này ý, cái ý của Ngài Tân Triệu, Ngài dẫn trong cái kinh Di mà Ngài giải thích. Quý vị nghe kịp không? Tức là lúc đầu á, chúng ta thấy cái cây, thấy cái cây là biết cái cây rồi, thì đó là như. Nhưng mà chúng ta lại gần, tiến lại gần, chúng ta biết nó là cây gì, đó là pháp tánh. Biết dùng tận, biết cùng tận được pháp, cũng như thấu suốt được gốc, thân, cành, lá của cái cây, gọi là thực tế. Đó là chân như đó quý vị, chân thực đó. Ngày ví dụ cái đó cũng hay đó. Cái pháp tánh tức là mình, khi mình lúc đầu mình mới thấy cái cây thôi, chứ mình chưa biết cái cây gì. Khi mình lại gần mình thấy được, biết là cây gì thì nó là pháp tánh. Nhưng mà biết cây gì rồi, nhưng mà chúng ta biết tận cái gốc rễ, cành và lá luôn, thấy biết luôn cả cái đó thì gọi là chân thực. Trong ba phần này, nếu chưa biết đầu thấy cây thì chẳng phải gọi là cây, vì cái thấy có khác vậy. Cái pháp tánh và cái chân như cái nó khác về cái tên, nhưng cái thể nó giống nhau. Cái pháp tánh trong cái khởi tính luận nó gọi là cái biển pháp tính chân như. Thì Nguyên Định thấy cái chỗ này, Ngài Tăng Triệu Ngài dẫn chứng về cái pháp tánh, cái bài trước chúng ta, bữa trước chúng ta học á, thì chúng ta Nguyên Định muốn đưa thêm là cho quý vị hiểu thêm. Thì hôm nay chúng ta học tiết thứ ba này đã, cái bài nó rất là ngắn, không được trang rồi vậy sao đấy, vậy mà vậy một buổi sao vậy đấy, phải quý vị, rất là ngắn. Dạ. Như vừa nói trên cái tiết pháp tánh ly ngôn và tuyệt đối trên, thì biết những gì có thể nói ra viết chẳng phải là pháp tánh. Mình trước nói sơ về cái pháp tánh thì quý vị hiểu chứ hả? Đức Phật You can hold on. Không nói lời nào, Đức Phật nói không nói lời nào hết. Ngài giảng tam tạng kinh điển 12 bộ kinh mà nó không nói lời nào hết. Cái chỗ này này tức là nói ra nó không phải là pháp tánh. Những gì có thể nói ra quyết chẳng phải là pháp tánh, là cái đó đó. Ngài Tổ Đạt Ma ngồi vây mặt vào vách 9 năm. Cái pháp tánh Ngài không nói, tại vì sao? Vì cái thời kỳ lúc đó dân, cái người Trung Quốc đã chú trọng về cái từ chữ nghĩa, chú trọng về chữ nghĩa, từ ngữ á, không có chứng được. Nhưng này sẽ chứng minh cho thấy rằng không, nó cái pháp tánh nó không phải là như vậy, như cái, trên cái chữ nghĩa văn tự, mà nó là Ngài quay dách vô, ngồi quay mặt vô vách 9 năm trời chứng ngộ, chơi vậy đó. Khó không quý vị? Rất khó ha, khó hiểu ha. Ráng tu, ráng tu rồi hiểu. Cho nên cái đoạn này nói đó, tức là dùng phương tiện, từ ngữ, tức là đoạn trên nói về tuyệt đối nha. Ở đây đoạn này nói về tương đối đó, tức là dùng phương tiện, tức là tục đế. Bữa trước mình nói, mình học đó là chân đế đó. Những gì có thể nói ra viết chẳng phải là pháp tánh, cho nên dùng phương pháp tỷ lượng để trình bày pháp tánh
hay nhân ví dụ để rõ pháp tánh, đều là phương tiện khéo léo để trình bày. Vì là ngôn thiết chỉ có thể nhắm vào tâm lý cho chúng sanh lập ra một cái quy tắc phạm vi nhất định, khiến cho chúng sanh hiểu rõ chân lý, khởi công tu hành mà thành kết quả. Đó thôi. Đây là những nghĩa, đây là cái nghĩa thứ hai tương đối của chữ pháp. Đã khéo léo thiết lập ngôn thiết nên là nghĩa tương đối. Quý vị nhớ ha, mấy cái trang, cái bài này nói về cái tương đối dùng phương tiện. Là có thể nói đó, bữa trước Nguyên Định dĩ viết ra cái chữ đó. Bất khả thiết, khả thiết, bất khả thiết, có thể nói. Thì trong này nó có chữ tỷ lượng. Để Nguyên Định giải thích thêm, cái dịch sát nghĩa là đo lường, so sánh. Cái chữ tỷ lượng quý vị thấy không? Ừ, đó là so lường, so sánh. Theo cái môn duy thức học, tỷ lượng là một cái loại nhận thức ngoại cảnh có so sánh, phân biệt, suy luận. Đó là gọi là tỷ lượng. Tức là nó có cái sự nhận thức ngoại cảnh, so sánh, phân biệt, suy luận. Cho nên cái mới dùng cái phương pháp tỷ lượng ở đây, cái bài này phương tiện cho nên mới dùng cái tỷ lượng là vậy đó. Ở trong cái bộ Kinh Lương Hoàng Sám có cái đoạn của quyển đầu quyển 7 có cái lời thuật như thế này nè quý vị. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng hết lòng lắng nghe luận rằng chỗ chí đức nhiệm màu tạm tịch vốn không thể nói, không thể nghĩ bàn, nhưng phải tạm dùng lời nói để diễn tả trình bày chỗ chí đức không thể trình bày diễn tả ấy. Lời nói là con đường tắt, là phương tiện dắt người vào đạo. Lời nói là cấp bậc, là thềm thang để tạm mượn, tạm mượn để đi đến chỗ chí lý, chí đức ấy. Lời nói là phương tiện của thánh nhân tạm dùng để giáo hóa chúng sanh. Đúng vậy quý vị. Sở dĩ vì vậy nên tạm mượn lời nói để diễn tả rõ chân lý. Khi chân lý đã được diễn tả rõ ràng rồi thì chân lý hẳn không phải là lời nói. Quý vị nghe kịp không? Cái này nói chí lý rồi nha. Cái này quý vị nhớ ra cái gì không? Tức là như thế này nè. Cái người đi qua sông, mượn chiếc ghe để qua sông. Khi qua sông rồi thì bỏ chiếc ghe, thì nó cũng là phương tiện. Nhưng mà nếu không có chiếc ghe, không dùng phương tiện, không có chiếc ghe thì làm sao qua bên kia? Cho nên hai cái nó tuy là hai nhưng nó cũng là một, nó nhờ qua lại cái sự nương nấu lẫn nhau, sự tương tự lẫn nhau, lẫn nhau. Cho nên phải đầu tiên Đức Phật thành đạo thì sao? Ngài suy nghĩ rằng nghiệp của chúng sanh quá nặng, nói chắc cũng không hiểu. Cho nên Ngài muốn nhập diệt luôn. Mà đâu được, chư thiên đến thỉnh Ngài chuyển pháp luân, đúng không? Quý vị nghe mấy, chắc phải quý vị học qua mấy cái này. Cho nên là Đức Phật chuyển pháp luân, thỉnh, mời thỉnh Đức Phật chuyển pháp luân, nói pháp, nói kinh này kinh kia đó, nói luật, nói bộ luận này kia đó. Thì Đức Phật mới nhận lời ở lại, chứ không là Ngài nhập diệt luôn. Khi Ngài chứng đạo, Ngài thấy chúng sanh ở cõi Ta Bà này nghiệp nặng quá ha. Đúng là nghiệp nặng không quý vị? Thấy nặng quá, ngay có một mình không mà thấy độ không nói. Cho nên Ngài muốn nhập diệt luôn ha. Cho nên thì đó, thì cái đoạn này trong Kinh Lương Tám có dẫn về cái này rất hay. Sở dĩ vì
Lời nói là cái con đường tắt, là cái phương tiện dắt người vào đạo. Lời nói là cái cấp bậc, là cái thềm thang tạm mượn để đi đến chỗ chí lý, chí đức ấy. Lời nói là cái phương tiện của thánh nhân tạm dùng để giáo hóa chúng sanh. Chớ dĩ vì vậy mà nên tạm mượn lời nói để tả rõ cái chân lý. Khi chân lý đã được diễn tả rõ ràng rồi thì chân lý hẳn không phải là lời nói. Nhưng chân lý đã do lời nói mà hiểu rõ được thì lời nói không ra ngoài chân lý. Nó qua rồi lại, nó lại rồi qua ha. Nói cho phân tích sao cho quý vị hiểu. Nhưng chân lý đã do lời nói mà hiểu rõ được thì lời nói không ra ngoài chân lý. Hay quý vị. Tuy lời nói và chân lý hai điều trái nhau nhưng mà ảnh hưởng lẫn nhau, chưa từng sai lầm. Quý vị hiểu hết không? Đó, nó dùng nhờ cái lời nói. Cho nên có những lúc có trong cái thuyền trong công án có những lúc là dùng lời nói, nhưng có những lúc không dùng lời nói, đánh hoặc đập hoặc tát hay một tay ha, hỏi đạo ha, đánh một phát chúi mũi luôn ngộ đạo. Dùng cái phương tiện gì thôi, biết là mình mới trước không được à nhà các tổ, nhưng mình dùng chắc bị đập lại. Thì lời nói và chân lý hai điều trái nhau nhưng mà ảnh hưởng lẫn nhau, chưa từng sai lầm. Đó là tại vì khi mình nói cái chân lý nó khác nhau, nhưng mà nó khi mà nó ảnh hưởng lẫn nhau, nó sự nương nấu lẫn nhau. Khi qua sông thì nó không có thiền mà sao qua, mình phải nhờ qua sông, chứ kia phải nhờ xong rồi không phải vứt bỏ nó đâu ha, mình cũng phải biết ơn nó, ăn kẻ trái với kẻ trồng cây ha. Nói về cái pháp thế gian ngộ đạo rồi cũng phải, khi thành đạo rồi ngài trở về, Đức Phật trở về đồ cho nha, cho vua cha. Đối với người sơ cơ hữu học cần phải nhân lên lời nói để hiểu đạo. Đến địa vị vô học, thể nhập chân lý rồi thì lời nói trở nên vô dụng. Hay không quý vị? Hữu học là gì? Con học, có học. Con sanh tử, sao con? Hữu học, vô học. Hữu lậu vô lậu đó. Chỉ vì phàm ngu mê muội, nghiệp chướng sâu dày, nên đối với việc không thể không dùng lời nói. Hiện tại tri thức thô thiển, không hiểu thấu được cái lý nhiệm màu, kiến giải cạn cợt, không thông đạt cái lễ cùng cực. Cho nên phải dùng cái phương tiện. Thì đó, cái bài này nó rất là ngắn, nói về phương tiện đó quý vị, tức là dùng đủ thứ mọi hình thức, lời nói, ngôn ngữ, cái từ ngữ. Tại vì cái chữ, cái nguyên bản gốc của nó là từ ngữ và cái lời nói, dùng cái đó để thí dụ. Cho nên nói về 12 nhân duyên, thánh đế, tứ thánh đế, đó là những cái phương tiện đó quý vị, nó là dùng những cái bài giảng, những cái từ ngữ tứ thánh đế rồi 12 nhân duyên chẳng hạn, đó là dùng những cái phương tiện kinh điển, kinh luật và luận, đó là những cái phương tiện.
Cái phương tiện như cái trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm phương tiện thứ hai, thì khi người ta làm một cái điều gì sai trái, họ thường giải thích đó là phương tiện. Cái phương tiện không có cái nghĩa như vậy. Cái phương tiện theo Phật là những gì được sử dụng nhằm mục đích đưa con người ta đến chân lý, không phải là lừa dối. Không phải như cái phương tiện ngoài đời. Phương tiện ở trong Pháp Hoa, trong nhà Phật nó khác. Dùng những lời nói, những kinh luật, những luận để mục đích đưa chúng sanh đến con đường giải thoát. Chứ không phải nó giống như phương tiện ngoài đời. Cái phẩm thứ hai mà của kinh Pháp Hoa tên là phương tiện. Tất nhiên là cái chính yếu nói về cái phương tiện mà mở đầu của phẩm phương tiện này, Đức Phật gọi Xá Lợi Phất để nói về cái trí tuệ sâu màu của Như Lai mà Ngài đã tu chứng. Ngài khẳng định rằng trí tuệ Phật khó hiểu, khó vào, hàng vị thừa mới đến lớp vỏ và hàng Bồ Tát chỉ vào được một phần. Làm thế nào để cho chúng sanh bị ngũ uẩn ngăn che nhận biết được? Và Đức Phật kết luận rằng duy chỉ có Phật, với Phật mới có thể hiểu được cái pháp chân thật hay là cái thật tướng của các pháp. Thật vậy, cái pháp chân thật mà Đức Phật đã chứng đắc, lìa vọng tưởng điên đảo, lìa ngôn ngữ, lìa suy nghĩ theo cái thế nhân. Trong khi mọi người luôn sống với cái vọng thức thì làm sao hiểu được? Muốn cho chúng sanh hiểu pháp chân thật, Đức Phật phải mở cửa phương tiện, dùng phương tiện để nói. Trước nhất là Phật cho họ thấy cái mà loài người gọi là bất tư nghị. Vì cái từ trước mọi người chỉ tin tưởng đấng tạo hóa toàn quyền quyết định sự sống của muôn loài. Nay Đức Phật đã dạy ngược lại rằng mỗi người tu hành có thể thành Phật, nghĩa là chủ động trong việc chuyển hóa muôn sự muôn vật theo ý muốn của mình, và chuyển đổi bằng cách từ bỏ tất cả để được tất cả. Còn chấp ngã, chấp pháp, không thâm nhập được Phật huệ của không Phật không thâm nhập được Phật huệ được. Cuộc sống của Đức Phật đã chứng minh sâu sắc ý này. Ngài đã từ bỏ ngai vàng điện ngọc, trải qua 11 năm phải huy tri giác đến cùng tột. Ngài đã thành tựu quả vô thượng Bồ Đề. Từ đó Đức Phật đã dấn thân trên vạn nẻo đường với hai tay không để giáo hóa chúng sanh. Nhưng bước chân từ ái của Ngài đến nơi nào thì người dân cúng, đất đai, tịnh xá, phẩm vật, vân vân. Đức Phật đã rất nhẹ nhàng đối với cái việc sở hữu vật chất. Nếu có vật chất thì đó chỉ là phương tiện để Ngài độ sanh. Còn phần lớn Đức Phật chỉ sử dụng công đức để giáo hóa. Trên bước đường tu, chúng ta cần phải sử dụng vô số phương tiện. Tương ưng với mình để tiến tu và cuối cùng chuyển hữu lậu ngũ uẩn thành vô lậu ngũ uẩn. Và nhờ thân vô lậu ngũ uẩn là cái thân để chấp ngã khiến chấp pháp, tức cái thân đã trở thành thanh tịnh. Cho nên cũng thân tứ đại ấy, nhưng vô lậu ngũ uẩn tác động cho người trông thấy ta phát tâm Bồ Đề. Còn nhìn thấy hữu lậu ngũ uẩn, họ sanh phiền não. Pháp phương tiện của Phật rất nhiều, nhưng chủ yếu là làm là tam thừa giáo. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật
đã khẳng định rằng Ngài vì người cầu thanh văn nối pháp tứ đế, vì người cầu duyên giác nối pháp 12 nhân duyên, và vì người cầu Bồ Tát nối lục độ vạn hạnh. Ngoài ra Đức Phật còn dùng vô số phương pháp phương tiện để cứu độ chư thiên loài người, vì chư thiên và loài người còn trong sanh tử nên không là đối tượng của Tam Thừa Giáo, được chỉ có hàng thanh văn duyên giác và Bồ Tát nương theo. Phương tiện Tam Thừa Giáo ra khỏi nhà lửa đạt đến không môn, kinh Pháp Hoa gọi là bãi đất trống. Từ đó Đức Phật mới nói pháp chân thật, còn giáo pháp dành cho nhân thiên chỉ nhằm tạo các cái phước tạo cho họ. Vì hàng trời người còn muốn hưởng phước, muốn vui trong ngũ dục, không muốn lên Niết Bàn, thì nói Niết Bàn làm sao mà họ nghe theo. Những người muốn nghe, muốn ra khỏi nhà lửa sanh tử, thoát khỏi lục đạo, đem pháp thanh văn duyên giác Bồ Tát dạy, họ mới nghe và thực hành được. Phương tiện của Đức Phật dùng đúng người, đúng lúc, đúng chỗ nên có hiệu quả tốt. Phương tiện này là Tam Thừa Giáo, diệu giác thanh văn duyên giác Bồ Tát ra khỏi sanh tử. Và những phương tiện khác làm cho trời người được an vui lợi lạc, đó là mục tiêu Đức Phật hiện thân trên cõi đời này. Phẩm thứ hai của kinh Pháp Hoa là cái phẩm phương tiện, tất nhiên chính yếu nói về cái phương tiện, nhưng có thể hiểu rộng ra toàn bộ kinh Pháp Hoa từ phẩm Tựa cho đến phẩm An Lạc Hạnh thứ 14 đều là phương tiện thuộc Tích Môn. Trong đó Đức Phật giới thiệu ứng thân Phật là thân phương tiện của Ngài, và các pháp Phật chỉ dạy từ trước đều là những cái pháp phương tiện. Hiểu sâu xa hơn nữa, trong suốt 49 năm giáo hóa độ sanh, Đức Phật đã đưa ra vô số pháp phương tiện nhằm dìu dắt mọi người thâm nhập vào pháp chân thật trên lộ trình tiến đến Phật quả. Và Đức Phật đã sử dụng thân phương tiện là sanh thân Thích Ca Mâu Ni Phật để chỉ cho mọi người nhận ra pháp thân Phật bằng hữu vô cùng trong khắp thế giới pháp giới. Theo giáo chân Phật, tất yếu chúng ta phải từng bước nuôi lớn báo thân và pháp thân của chính mình. Trên bước đường tu cần phải sử dụng những cái phương tiện của Đức Phật tương ưng với mình để tiến tu, phát huy đầy đủ phước đức trí tuệ thành tựu được cho chính bản thân mình viên mãn, tức trọn vẹn hạnh Bồ Tát. Vô lậu ngũ uẩn là có được pháp thân bất sinh bất diệt, vĩnh hằng giống như Đức Phật không khác. Đó là mục đích mà Đức Phật thị hiện sanh thân trong thế giới, trong thế giới loài người của chúng ta, kinh gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Và đó cũng là cái mục tiêu của tất cả người con Phật muốn đạt được, tinh lộ trình thượng cầu Phật, hạ hóa chúng sanh. Thì nói về cái chữ phương tiện là trong cái bài này nói về cái phương tiện đó quý vị. Đức Phật dùng thân, rồi từng kinh điển, tất cả tất những cái đó là nói về cái phương tiện lời nói, từ ngôn ngữ, hành động. Thì cái phẩm này rất là ngắn, mà cái ý thì nói về cũng rất là sâu.
Nhưng ở đây Nguyên Định muốn giới thiệu sơ cho quý vị hiểu về cái phương tiện nó là tạm mượn, tạm dùng. Cho nên chúng ta, mục đích của chúng ta tu là chúng ta hiểu như thế nào, làm như thế nào không bị kẹt vào trong cái phương tiện, không bị chết trên phương tiện, chúng ta phải thoát ra. Thì đó là chúng ta tu đúng pháp. Chứ chúng ta chấp chặt trên từ ngữ, trên cái văn nói, trên cái những cái phương tiện đó là chúng ta bị kẹt. Mà bị kẹt như vậy là chúng ta phải coi lại, chúng ta cái vấn đề tu chúng ta chưa đúng pháp, phải cố gắng suy nghĩ và cái điều này. Quý vị hiểu không? Tức là cái chỗ cái Đức Phật triển khai đầu tiên thì tính là không nói pháp, nhưng mà sau đó Đức Phật phải nói tám pháp, dùng phương tiện được. Vì thấy chúng sanh, đầu tiên thì Ngài thấy cái nghiệp nặng như vậy, nhưng mà Ngài xét kỹ lại nữa thì thấy tâm của chúng sanh cũng có, mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên Ngài mới cố gắng, Ngài dùng cái phương tiện bày, chỉ bày như thế nào để cho cũng là thành Phật, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Cho nên rồi có ra những bộ kinh, rồi những tạng kinh, luật của luận. Thường Nguyên Định cũng bị, lúc đầu cũng bị kẹt. Tại sao lúc đó còn bấn vào, tại sao thầy tu mà thầy còn như vậy đó. Khi lớn lên, và trải nghiệm và vấp phải, chúng ta mới có những cái trải nghiệm, mới chứng kiến cái sự đời cũng như trong đạo. Chúng ta thấy nó như vậy nhưng nó không phải nó như vậy. Phải không quý vị? Quý vị đã chứng kiến rất là nhiều đúng không? Có những cái việc mình thấy nó trời trờ trước mắt đó, nhưng mà khi mình hỏi ra, mình phân tích, mình suy ra, nó đâu phải như vậy đâu, nó khác, hoàn toàn nó không có giống. Thì chúng ta tu cũng vậy đó. Chúng ta dùng cái phương tiện, dùng những cái kinh luật nói vậy. Cái thầy cũng thực hành vậy, nhưng mà tại sao có những thầy làm khác? Tại sao? Có những lúc, có những cái nghiệp trong quá khứ, mình cũng biết rồi. Một con người nó rất là trải qua rất là nhiều nhiều kiếp mà đúng không? Cho nên có những cái kiếp, có những cái thời gian, có những cái lúc nó làm cho chúng ta phải suy thoái hoặc là tiến lên. Có những lúc thì chúng ta phải vấp phải như vậy, giống như 10 điều niệm, 10 điều tâm niệm chúng ta cũng biết rồi. Không phải lúc nào cũng thuận, không cầu cho nó thuận đâu ha, nó cũng phải có nghịch cảnh. Thì chúng ta mới vực đứng dậy. Nhưng mà nó có cái hay như thế này, Nguyên Định đọc một cái câu thành ngữ của Nhật Bản á, cũng quen đó, bạn Nhật nó nói như thế này. Cái người Nhật đặc biệt á, người ta nói sao? Thất bại là mẹ của thành công đúng không? Thường thường mình nói vậy đó, nhưng mà không phải. Người Nhật họ nói không đỡ cho nó thất bại, mà nó họ sẽ thành công luôn ngay lúc đó. Cái người Nhật, cái văn hóa của người Nhật nó hay cái chỗ đó nha. Chứ không phải như người mình Đông Á mình hay nói câu thất bại là mẹ của thành công. Chứ thực ra là người Nhật họ nói là họ nghiên cứu ngay từ đầu luôn, không có đỡ thất bại. Hay ý thức của người Nhật cao. Thì đó, chúng ta nói về cái phương tiện đó thì nó rất là nhiều. Mua 84,000 pháp môn tu, chúng ta dùng pháp môn nào cũng được, nhưng chúng ta phải hiểu, phải hiểu thật tường tận, phải suy xét và phải đứng vào nhiều góc độ. Khi một sự việc gì nó xảy ra, chúng ta không có thể nào vội đánh giá liền một cách vội vã thì nó không ổn lắm. Chúng ta phải suy tính, chúng ta phải coi kỹ lại nó góc, nhiều góc độ để chúng ta hoan hỷ, chúng ta bỏ qua, rồi chúng ta
lấy đó để làm cái trải nghiệm để tu tập cho tốt hơn, nhẫn nhịn rồi tinh tấn. Cho nên thì qua cái bài này đó, cái từ phương tiện Ngư Định rất thích. Mấy quý thầy dùng phương tiện rất là nhiều, không biết quý Phật tử có dùng không, chứ quý thầy cũng dùng dùng rất rất là nhiều. Nhưng mà cũng là vấp phải cũng rất là nhiều. Nhờ như vậy mà chúng ta có những cái trải nghiệm. Thì qua cái tiết thứ ba này thì nói về phương tiện thì rất rất nhiều quý pháp quý vị. Nãy giờ Nguyên Định đưa ra đó, Đức Phật nói rất là nhiều, 12 nhân duyên, tứ thánh đế rồi quá trời luôn, nói rất là nhiều. Mà nếu trong cái thiền tông, trong thiền tông có câu như thế này rất hay: nếu muốn mà cái người hành giả về thiền, học thiền á, là cái môn mà nó vượt ra ngoài cái phương tiện, thì trong phải hợp với cái mé thiền và nghiên cứu tường tận cái tinh yếu của đạo, thì mới chọn ra được cái chỗ thâm sâu, rồi mới có thể khai ngộ được cái nguồn chân thật của bản tánh. Trong cái thiền tông có câu nói này, tức là muốn vượt ra cái phương tiện đó thì phải hợp cái nghiên cứu và tường tận cái tinh yếu của đạo, để chọn ra một cái chỗ thâm sâu, rồi mới có thể khai ngộ được cái nguồn chân đạo. Thì hôm nay chúng ta học tới đây, rồi chúng ta nói lại về vấn đề ôn thi ha. Cái bài thi quý vị đấy có nhận chưa ạ? Ồ đó, có cái phần nào thắc mắc không quý vị? Để nói về, để giải thích thêm để cái phần thi. Tại vì tuần sau là ngày 13 tháng 5 là hết hạn, là kết thúc khóa 1. Cho nên rồi hôm bữa. Vâng. Dạ, tuần sau với cô nộp. Đúng rồi, quý vị chịu có đọc. 10 câu hỏi có khó không, có dài không? Quý vị cứ hỏi. Thì đương nhiên rồi, chúng ta học trong sách thì nói có sách mách cho có chứng, chứ giờ mình nói sai thì đâu có được. Không, mình phải nói quý vị, tôi chỉ cho quý vị như này, cái ý của người ta nói khi ta nói khi ta vô chấm là nó hết ý rồi, không cần nói nữa. Quý vị để ý chứ đừng qua vô chấm luôn là nó dài. Qua vô chấm là người ta giải thích hoặc người ta dẫn chứng gì đó, mình cho nên mình phải để ý học đọc sách. Và mình ta phải hiểu sách, hiểu ý người ta nói. Đây rất là nhiều, rất là dài. Nhưng mà khi thi bài, những câu hỏi của thầy nó vắn tắt ở trong bài học ấy, rất là gọn. Dạ. Yeah. Có những cái mà hỏi ý, hỏi mẹo, nhưng câu cuối cùng là hỏi mẹo đó. Dạ. Yeah. Hỏi cái đó là cái để kiểm tra quý vị hiểu tới đâu đó. Chứ còn nói kia dễ lắm, cái chép lại trong sách có sao, nói vậy thôi. Ngắn chẳng à, ngắn lắm không có dài, đúng không? Quý vị đọc thử coi, suy nghĩ kỹ, không có gì thâm sâu ấy, mà cái câu cuối ấy, chịu có thâm sâu một tí, nói lên cái cả một quá trình quý vị học như thế nào đó, quý vị nói lại cái, cái đó là cái cầu kết của ba chương. Chứ học chứ nói thì trong chất nó gắn lắm, quý vị chép ra có ý có chút xíu à, khế kinh là gì, khế lý là gì, trong đó có chẳng hết, có trong sách hết. Mà Nguyên Định không có muốn quý vị mất thời gian nhiều. Ở trong sách chỉ cần chép lại thôi. Nhưng mà quan trọng cái ý thứ nhất, cái cuối cùng mà chịu có suy nghĩ và viết mới được. Nên không có dễ đâu đó. Đúng rồi. Nhưng mà cũng không dài đâu. Chép trong vòng 200 từ trở lại thôi.
Quý vị, cô có thắc mắc gì không ạ? 200 từ. Ít mà, có trang với nhiêu? Một trang, một mặt nó là 200 từ đúng không? Ừ, cho nên... tại vì quên vừa rồi, quên thông báo, cho nên rồi khi nghe cái thông tin kết thúc á, cái vội cho âm thầm cho câu hỏi là thử có ai thắc mắc gì không? Không cần ôn mà cũng chắc cũng biết hết mà, tại nó nằm trong sách hết trơn à, dễ hiểu. Có mấy lần có làm dấu cho quý vị đó. Ba đời. Ở trong sách ba đời mà. Ở chỗ đó cũng có trả lời luôn rồi đó. Dạ. Hỏi đơn giản mà ha. Quá ngắn luôn á, cái đó là quá ngắn luôn. Tính là không ôm. À, cho nên là mới âm thầm cho câu hỏi trước. Nhưng mà nó dễ quá cho nên không thấy ai thắc mắc gì. Ừ. Cũng đỡ. Tại vì tụi con biết thế nào thầy cũng cho em hết. Hay dữ á. Thầy nói chuyện về điện thì như con vừa nói, con nói là cả một đời học sinh con nói học. Lần đầu tiên con được điểm E cộng cho sư Minh Từ, à sư Sư Minh Lợi cho con có làm bài thi vừa rồi đấy. Lần đầu tiên con được A cộng. Mừng quá chị. A cộng là bao nhiêu biết không? Con không biết mà sư Minh Lợi cho ai nói bài viết hay quá, A cộng. Vậy con vui luôn. Cái điểm nó không quan trọng. Yeah. Giống như chúng ta vừa học xong cái phương tiện đó. Nó chỉ là cái phương tiện ha, để chúng ta làm cái gì, cái hành chánh, thủ tục hành chánh, lên lớp. Nhưng mà cái lên lớp đó là lên bên ngoài ha, làm cho nó lên bên trong mới là quan trọng. Nên Ngương định cho những câu hỏi đơn giản thôi. Vừa có lên bên ngoài mà cũng vừa có lên bên trong luôn đó. Mà, thưa thầy, con có một cái ý kiến là khi thầy giảng với chúng con như vừa rồi đó, tại vì chúng con khi thầy giảng chúng con hay nhìn vào trong đề tài trong sách, khi thầy giảng rất là nhiều đề tài, nhiều cái sự mà thầy sẵn lựa chọn chúng con cũng có, nên chỉ cần lắng nghe thôi, cho nên cũng không có Con không biết kịp được. Nhưng thầy vừa dạy rất là hay về vấn đề phương tiện mà con biết không kịp. Để không có đề tài để mình xem, để mình nhìn theo. Cho nên không có nhớ được. Nghe thầy hiểu mà con Thầy đưa ban truyền thông hoặc in ra. Dạ, dạ, hiểu. Tức là Ngương Định đã ngay từ đầu, buổi đầu nó cũng đã nói rồi. Nhưng mà vì cái lý do là thời gian nóng cho phép cho nên chưa làm kịp. Chính Nguyên Định sẽ soạn ra một cái PPT là chiếu lên đây cho quý vị nhìn thấy và sẽ gửi cho trên mạng cho quý vị coi, tham khảo. Tại vì những lời thầy giảng dạy, những tài liệu thầy giảng dạy rất là quý đối với tụi con. Trong sách vở thì không có tài liệu như vậy. Khi mà thầy giảng dạy ra nghe con hiểu. Đến sau này chiếu, đến trong thời gian Nguyên Định đã dự trù là trong cái thời gian nghỉ hè này soạn lại cho nó. Cho nó có hình, có hấp dẫn tí, nhìn cho nó sinh động một tí. Tại vì có những cái ý như thế này, như thế khác đó, nó đều có những cái hình ảnh nói về phương tiện Đức Phật giáo hóa, thì lúc đó cũng có những cái hình ảnh về Đức Phật và các đại chúng tập hợp rồi này kia vậy đó. Có những cái cảnh Đức Phật đi khất thực rồi này kia đưa lên. Những cái nội dung gì thì Ngư Định sẽ đưa vào cái hình ảnh nội dung đó. Có hết á, nhưng mà lại làm... Xin lỗi là lại hứa mà chưa làm kịp, đang dự trù trong cái 21. Ba tuần tới này chúng ta nghỉ đó, thì Ngư Định sẽ soạn lại. Làm cái PPT sẽ gửi cho quý vị xem. Chiếu lên đây này cô. Có được luôn, em có in được ra luôn. Dạ, có in được. Dạ.
tức là có hình ảnh đồ luôn, có in được. Tại ngày xưa được học ở bên lúc học thạc sĩ đó, thì có cô giáo hướng dẫn chỉ cái cách đó cho nên làm được, biết làm. Nhưng mà tại vì thời gian soạn bài không là đã không có rồi, còn bỏ đi tìm hình nó chèn rồi đó, là cái đó là nó đòi hỏi có thời gian quý vị. Soạn một cái PPT như vậy là nó mất thời gian rất là nhiều. Khi mình đã soạn ra cái ý tưởng, có cái nội dung đó rồi, thì mình phải đi tìm cái hình nào cho nó có tương đối, cho nó hơi ná ná với nhau để đưa vào cho nó có sinh động. Chứ không có làm cho đưa lên chiếu trên mạng, trên cái này đó thì làm cho học sinh không có chán. Nó có rất là, nó thay đổi cái không gian, cái không khí. Thì Ngương Định có nó sắp xếp rồi, nhưng mà sẽ cố gắng. Dạ, tức là qua những cái bài giảng, bài chia sẻ như vậy đó, thì quý vị về nghe nếu không biết ai về nghe lại không, nghe có thấy cái chỗ nào thắc mắc thì đưa ý kiến giùm đỡ để chia sẻ rồi để giải thích được thêm cho nó phong phú cái bài giảng. Nên nhiều khi quy định thời gian không có nhiều lắm, cho nên rồi cứ sắp xếp lại thôi, chứ cũng chưa có gọn lắm, nên là nói nhiều khi nó bị không có logic lắm. Quý vị thấy có logic không? Dạ. Ý nghĩa trong cái nội dung chính của cái tựa đề, rồi mình đi vào trong cái nội dung chính bên trong cái khai thác đó. Lớp chúng con là lớp đầu tiên thầy giảng dạy, trong khóa tới thầy sẽ giảng về nhiều lớp khác nữa. Nếu mà thầy có đề tài in nó sẵn rồi thầy không phải lo. Thầy cứ lấy ra giảng. Nhưng mà cô biết sao nó kẹt cái như thế nào cô biết không? Bây giờ đó, Thượng Tọa đang mời giảng lịch sử thì nó khác, cho nên cho nên không giống. Tại Thượng Tọa đang thiếu giáo sư, cho nên thiếu giáo thọ, cho nên dạy môn lịch sử Phật giáo. Và Ngưu Định đang kiếm người mà kiếm không ra, vì có nhưng mà họ ở xa quá, họ không thể đến đây dạy được. Nếu mà sau này mở bên Tách Sách thì họ có thể giúp. Thì cho nên Ngưng Định sắp tới chắc Ngưng Định cũng phải đảm nhiệm cái môn lịch sử Phật giáo, chứ bây giờ chưa có ai. Cho nên mỗi môn nó mỗi khác thì cũng phải chọn, chứ đâu có như vậy. Sắp tới là dạy môn khác nữa, cho nên phải chọn suốt. Còn nếu giống nhau như vậy thì năm tới có khóa mới thì dễ rồi. Nhưng mà thấy vậy chứ không phải vậy đâu quý vị. Khi mình dạy đó, mình phát hiện nó thì mới có cái điều mới. Có một lần, có một vị giáo sư đó, họ đi tham dự rất là nhiều nơi, họ ý kiến như thế này nè. Họ thấy, họ chứng kiến rất là nhiều nơi, họ nói là, mà Ngưng Định nó chia sẻ cho Ngưng Định biết đó. Đa số các trường đại học ở ngoài đời đó, đến đó ông nói về ngàn ngoài đời. Quý thầy cứ lấy cái bài cũ, ví dụ học giảng lớp này xong rồi, lớp khác lên cũng cứ lấy cái đó ra dạy. Tại vì ỷ lại có rồi, cho nên rồi cũng dạy cái đó, thì cái đó là thất bại. Không được, cái đó không được. Tức là mình khi có lớp mới thì mình cũng phải có cái cải cách gì đó, mình phải thêm thắt hay như thế nào nào. Chứ không thể đi giữ nguyên vậy mà dạy như vậy thì không được, không có tốt. Đó có một vị giáo sư họ ý kiến vậy đó. Họ nói không bao giờ mình lấy nguyên của cái lớp cũ mình để mình dạy lớp mới mà mình không thêm, mình không có sửa đổi, mình không có cái gì hết, là cái đó không được, cái đó không đúng. Cho nên có một vị đó họ ý kiến, Ngưng Định nhớ hồi lúc đó Ngưng Định còn đang học, còn đang học mà thấy ý kiến như vậy đó, cho nên nhớ hoài cái câu đó. Cho nên mỗi lần nếu mà dạy lớp mới thì chắc chắn là cũng phải có những điều mới, chứ không thể giữ nguyên như vậy mà nói nghe nó không hay. Dạ, tùy theo cái, nhưng mà thường thường quý vị để ý khi mình cũng cái bài đó, cũng cái câu đó mà khi mình đọc ra nó có ý mới, nó có cái đó là cái người mà biết tiến bộ, biết phát triển thêm về cái kiến thức của mình. Chứ còn mình ý là mình đợi, mình thấy có dạy nguyên là mình cứ giữ nguyên không được. Thường thường tâm lý mình đọc, nếu mà mình cái người mà có sáng kiến, người mà có chịu nghe, chịu phát triển thêm ấy, thì khi đọc qua nó lại mỗi lần đọc nó mỗi có cái ý khác, cái ý hay, cái ý sáng tạo thêm. Vì để ý khi đọc một cuốn sách nào cũng vậy,
Cho nên là Nguyên Định có cái tâm nguyện là nếu mà dạy thì lớp khác thì sẽ là một cái bản khác. Mình từ trên cái cơ bản này mình phát triển thêm ra, nó phong phú hơn và nó sẽ chuẩn hơn. Tại vì lúc đầu nó hơi khó. Thì cái thời gian nó cũng không còn nhiều, cho nên là quý vị có cái điều gì cứ đưa ra thắc mắc để chúng ta chia sẻ trong lớp, mở rộng thêm. Tuần sau mình là ngày cuối cùng của khóa này thì mình học về, mình học kế tiếp ở Pháp Luân, chuyển Pháp Luân đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Tuần sau học. Tuần sau chúng ta học cái chuyển Pháp Luân. Biết tắt chỗ nào. À, bấm mô lum cũng được. Độ cho anh năm em Kiều Bình Như. Thì đó vấn đề thi thì chắc tạm ổn ha, quý vị không có thắc mắc gì ha. Về cứ vậy là làm, tranh thủ làm đến ngày 13 là ngày chót, ngày 13 tháng 5 á. Bữa nay ngày 6. Dạ. Ngắn mà quý vị, mong quý vị làm. Dạ. Rất dễ, chủ yếu chỉ có mất thời gian câu cuối thôi. Mong quý vị đơn giản thôi, sợ quý vị tại vì lớn tuổi rồi, thứ nhất thì quý vị cũng còn đi làm á, bận biệu, cho nên thông cảm với quý vị, cho nên làm đơn giản thôi. Chỉ có quan trọng một câu duy nhất, câu thứ 10. Dạ, mô Phật.